cách đây không lâu, loạt ảnh cô gái đẹp đẽ đang nắm micro hát hấp dẫn sự lưu ý trên mạng làng mạc hội. Dù ảnh chụp không được rõ ràng nét nhưng người xem vẫn có thể nhận ra nét đẹp đẽ của nữ chính, từ gương mặt bầu bĩnh, nụ cười duyên dáng đến chiếc mũi khá cao. Dù nhìn từ góc nghiêng hay chính diện, con người chơi trông cũng rất tươi tắn và dễ thương. Liên hệ với nhân vật này, được biết cô là Phạm Hương Mai, sinh năm 2001, đến từ Thái Bình. Mười đang là sinh viên năm nhất khoa quản trị nhân lực, trường Đại học Công đoàn, Hà Nội. Nữ chính không ngờ bị người giấu mặt chụp lén vài tấm, càng ngạc nhiên khi những bức ảnh hấp dẫn hàng nghìn lượt thích. Em bị chụp lúc nào vậy à? Trông có xinh đâu à? Sao em không biết gì? Em cũng không biết nói sao nhưng em trong ảnh, xấu quá, Hương Mai bày tỏ. Cô gái cho hay trong ảnh là lúc hát giao lưu nhân buổi ra mắt thành viên thế hệ của một câu lạc bộ trong trường. Lúc đó, Hương Mai cùng hát với hai người chơi khác. Trước đây, trong vài ngày lễ của trường thì em cũng tham gia múa hát. Nhưng thực sự thì em cũng không phải là trước người mạnh dạn đâu. Lên đại học thì em tự tin hơn một chút, cũng muốn tham gia câu lạc bộ để hòa đồng với mọi người hơn. Là tân sinh viên, cuộc sống của Hương Mai vẫn còn nhiều bỡ ngỡ từ môi trường sống đến nguyên lý học tập. Con người chơi tâm sự còn chưa quen với cuộc sống thế hệ nên vẫn phải kén cỏi xuyên về quê vào mỗi cuối tuần. Hương Mai cũng chưa có ý định đi làm thêm ngay như các người chơi đồng trang lứa mà chờ thời gian thích nghi. Mười đẹp đẽ có sở thích chụp và chỉnh sửa ảnh, nghe nhạc của ca sĩ Tiên Tiên và thích phong cách thời trang cá tính. Hương Mai đặc biệt thích mùa thu Hà Nội vì thời tiết se lạnh, đường phố nhộn tiếng thưởng và có nhiều món ăn vặt hấp dẫn. Cô cũng tuyệt vời với cảnh đại dương Tây lúc hoàng hôn và thích cảm giác được nhàn hạ lượn một dòng đại dương vào mỗi xế chiều.